Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Hôm nay anh em mình đang có mặt ở khu vực Hồ Yên Trung. Hồ Yên Trung thuộc thành phố Uông Bí, do đoàn thanh niên của thành phố quản lý anh em nhé. Cái khu này thì nó cũng du lịch mang cái tính chất nó tự phát thôi. Rất đông khách đến đây vào chiều cuối tuần. Thì hôm nay anh em mình vào trong đây cũng mang theo cái sản phẩm của mình là 3 chiếc xe bán tải. Bên mình thì chuyên kinh doanh về những cái dòng xe bán tải. Nếu như anh em mà theo dõi trên kênh thì cũng biết rồi. Bên mình thì kinh doanh xe bán tải, cam kết là xe không lỗi, được bảo hành ít nhất là 1 năm tại salon. Địa chỉ xem xe là tại Uông Bí, Quảng Ninh anh em nhé. Nếu mà anh em mà quan tâm đến cái mẫu xe nào thì cứ kết bạn Zalo và gửi biển số của xe là mình sẽ cung cấp thông tin đầy đủ cho anh em. Đấy. Khu vực Hồ Yên Trung này thì nó có một cái không gian phải nói là vô cùng đẹp. Đấy, có núi, có mây, có hồ nước, có cây cối. Thế và đặc biệt thì ở đây cũng có khá nhiều các cái món đặc sản của địa phương, ví dụ như là gà nướng này, rồi có rúi này, rồi có măng của rừng Yên Tử. Nói chung cả một cái không gian của hồ này nó rộng lắm. Không khí phải nói là vô cùng trong lành. Và quay về các cái mẫu xe bán tải thì bên mình còn khá nhiều anh em ạ. Mình làm những con xe nó chất một chút. Anh em chưa có điều kiện thì có thể mua trả thẳng được, mua trả góp. Đấy, mua trả góp, trả thẳng hoặc là nó có nhiều hình thức để thanh toán lắm. Quan trọng là anh em lựa chọn những cái mẫu nào nó phù hợp với này cái điều kiện công việc cũng như là cái điều kiện tài chính của mình. Thì chiếc đầu tiên là chiếc Forerunner bản XLT màu trắng, sản xuất năm 2018, trang bị số tự động 2 cầu, máy dầu 2.2. Như con này thì có thể leo lên đỉnh Phượng Hoàng hoặc là đi các cái vùng cao, ví dụ như Mèo Vạc, Hà Giang hay là đi Sapa, Vĩnh Phúc đều ok anh em nhé. Nó 2 cầu mà. 2018 màu trắng 2 cầu số tự động. Bên mình đang chào bán với giá là hơn 500 triệu đồng. Đấy, cái giá thì anh em cứ đến xem xe trực tiếp rồi mình sẽ thương lượng, rồi mình sẽ đàm phán về giá, rồi về các cái phụ kiện đi kèm. Con này thì nó cũng đầy đủ rồi, nó có cảm biến trước sau, có màn hình cam nùi, thanh thể thao. Rồi là nói tóm lại là nó cũng đầy đủ hết tất cả các cái phụ kiện. Ngoài các cái chính mà nhà sản xuất người ta trang bị thì phụ kiện cũng đã đầy đủ rồi. Nên là anh em mua con này về thì cũng sẵn đi thôi. Cam kết là máy số keo chỉ, rồi là không đâm va, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, bảo hành cho anh em ít nhất là 1 năm anh em nhé. Đấy, hơn 500 triệu là anh em đã sở hữu cái mẫu xe XLT, phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Ca lăng mạ chrome, đèn bi, rồi có hai túi khí, phanh ABS. Hơn 500 triệu anh em nhé. Chiếc thứ hai là chiếc XLS màu vàng cát, sản xuất năm 2021, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan anh em nhé. Đối với những cái dòng xe nhập khẩu ấy bây giờ nó gần như là hết rồi, chỉ có bán đi bán lại giữa người tiêu dùng với nhau thôi. Thế và những cái mẫu xe nhập khẩu này là nó được thay thế bằng những cái mẫu xe lắp ráp ở trong nước. Cái hàng nhập khẩu với hàng lắp ráp thì theo nhận định chủ quan thì về cái chất lượng của nó sẽ 110-118 thôi. Thế anh em cũng sử dụng nhiều loại xe thì cũng sẽ nắm bắt được cái chất lượng của nó. Với con XLS 2021 màu vàng cát, con này chạy
ít lắm, nó mới chạy 5 vạn thôi, có thanh thể thao lắp thùng cuộn rồi, lốp láp thì còn rất là đẹp. Nói chung là máy số nguyên zin, xe không mất một phân keo chỉ nào anh em nhé. Trang bị màn hình cam lùi rồi là các cái đồ chơi rồi là các cái phụ kiện đủ hết rồi, dán phim rồi là trải sàn. Đấy, con này thì bên mình cũng đang chào bán với giá là 575 triệu. Rồi có bao hồ sơ và có lộc lá. Anh em thiện chí thì cứ đến mình sẽ làm việc trực tiếp. Nhưng còn các bác mà cứ hỏi xong không đến, xong lại làm giá trên điện thoại thì thực sự ra nó rất khó vào việc. Trên thực tế thì bên mình tư vấn và đưa ra các cái giải pháp thật là tốt để khách hàng có thể mua được xe về sử dụng. Về cái phần lợi nhuận thì bên mình cũng cứ có một chút ít làm bên mình sẽ bán thôi. Trời đang bắt đầu tối, các cái quán ở đây cũng lên đèn rồi, khá là đẹp. Anh em có thể thấy xa xa ở tận phía sâu bên trong kia cũng thế, có rất nhiều các cái quán ăn rồi là các cái đồ uống để phục vụ du khách. Anh em bạn bè đến đây thì tuyệt đối giữ gìn về cái vệ sinh mà cũng như là cái cháy nổ. Đấy, cái rừng này cũng rất là nghiêm ngặt về cái vấn đề mà cháy rừng nhá anh em nhá, được nhắc nhở liên tục. Đấy, thưởng thức các cái món cá suối rồi là gà đồi, đặc sản của địa phương rất ngon rất rẻ. Đấy, có dịp thì mời anh em đến đây thì bên mình sẽ chiêu đãi. Thế ngoài các cái đồ rừng đồ suối thì ở đây nó cũng gần biển, các cái món hải sản ở đây nó cũng khá là ngon. Và đến chiếc xe thứ ba là chiếc XLS 2020 màu xanh Kawasaki anh em nhé. Con này màu xanh Kawasaki, đỗ như thế này thì nó như là kiểu màu đen đấy, nhưng mà khi mà đỗ trời nắng thì nó lên cái ánh biếc biếc xanh vô cùng đẹp. Con này cũng trang bị màn hình rồi là có lắp thùng, nói chung là các cái phụ kiện cũng khá là đầy đủ. Đấy, xe đẹp không có nỗi nầm gì đâu. Đấy, và đấy, chiếc XLS số tự động 2020 này thì bên mình đang chào bán với giá là 555 triệu, có thương lượng, có bớt, có bao hồ sơ. Đấy, nói tóm lại tạo hết sức thuận lợi để anh em có thể mua được xe. Thế và có thể trả góp lên tới 70% anh em nhé. Anh em chỉ cần 200 triệu là anh em đã mua được một chiếc xe bán tải đời cao nhập khẩu với cái màu sắc cũng như là cái chất lượng vô cùng tuyệt hảo. Xe đẹp xuất sắc, không lỗi nhỏ, bảo hành dài hạn cho anh em. Cam kết là máy số nguyên zin, đi check hãng, check gara tùy ý. Xe thì đẹp xuất sắc rồi, form dáng sơn si rồi, các cái thiết bị trên xe là nguyên bản hết anh em nhé. Lắp thêm cái đồ để làm đẹp thôi. Đấy, con này nó có trải sàn 3D, có ghế da. Đấy, có màn hình sinh ba theo xe, màn hình trên gương trần lỉ. Hầu hết là những con này thì Đức Trung đã có video riêng rồi. Phải bấm hai phát thì các cái cánh sau nó mới mở anh em ạ. Sơ bộ về cái phần nội thất, còn máy móc gầm bệ thì cam kết với anh em là nguyên zin, không có lỗi lầm gì. Về cơ bản XLS thì nó cũng giống nhau thôi. Con này thì bộ ghế lỉ nguyên bản anh em nhé. Cái ghế lỉ này ngồi thì nó êm ái, nó thoáng hơn, nhưng mà lại khó khăn cho cái phần vệ sinh. Con này thì nó hơn cái là có màn hình Android. Màn hình Android thì nó cũng đắt hơn. Đấy, số tự động một cầu, có cân bằng điện tử. Đấy, buổi tối ở đây rất là đông người vào đạp xe để thưởng thức các cái món ngon cũng như là hít thở không khí trong lành. Một cái không gian phải nói là vô cùng là nó độc đáo ở cái khu vực Uông Bí, Quảng Ninh. Đấy, con XLT này nó lên ghế da rồi anh em ạ.
XLT này cái bản nó cao hơn cho nên là nó trang bị hai cầu điện anh em nhé, có cân bằng điện tử, có khóa vi sai cầu sau. Con này nó có cả cái hỗ trợ độ đèo nữa, độ an toàn nó cao hơn nhiều. Trần 3D, sàn da, ghế da. Đẹp như sân khấu luôn. Đây rất đông gái xinh vào đây check in nha anh em nhé. Đấy. Đây các bạn cũng ở các cái khu vực nó khá là xa đến đây để check in. Đây có hồ nước. Có các cái món ăn đặc sản của Hồ Yên Trung. Đấy, bơi sang bên đảo kia có nhiều cái món ngon lắm. Giá cũng vô cùng hợp lý luôn. Rồi rất mong được đón tiếp anh chị các bạn trong toàn quốc đến đây tham khảo và thưởng thức các cái món ngon ở địa phương này do bên mình sẽ mời. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các cái video lần sau.